Hello, xin chào mọi người. Năm 2024, Yamaha cho ra mắt tiếp một cái sản phẩm, đó là Yamaha BR E383 nha mọi người. Thì cái giao diện hoàn toàn khác xa so với cái dòng E373 luôn. Và nó có những tính năng gì nổi trội? Ngày hôm nay thì Team Trần Liêm sẽ cùng với mọi người khám phá cây đàn Yamaha BR E383 cũng như là chuỗi series hướng dẫn cách sử dụng đàn E383 cho mọi người tham khảo nha. Mời mọi người. Rồi, cái cây đàn E383 này á, thì nó giao diện nó thiết kế hoàn toàn khác so với cái dòng E373 luôn. Nó thứ nhất là về cái lưới lo nè, lưới lo của cây E373 thì nó phủ một cái lớp nỉ, còn này là bằng sắt luôn. Và Trần Liêm cảm nhận là nó sẽ nhỏ gọn hơn so với cái dòng E373. Cái màn hình của nó, bố cục sắp xếp nó cũng khác nhau luôn ha. Bố cục sắp xếp của cây đàn này bên đây ở trên là nó có chữ voi, đó là tên của cái tiếng, ở dưới là nó có chữ style hoặc là song. Như vậy là chúng ta thấy cùng một lúc hai thông số, tiếng gì, điệu gì, hoặc là tiếng gì, bài hát gì. Chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình nó rõ ràng hơn cái cây E373. Màn hình thì nhìn thấy là cũng khá là ok mọi người. Đồ hàng hàng của hãng thì nhìn thấy là cũng là rất là chất lượng rồi. Rồi tiếp theo thì nó sẽ có những cái nút cơ bản. Đây. Acoustic, cái nút này là hiệu ứng của cái tiếng đó mọi người. Ví dụ đánh những cái tiếng guitar muốn gây cho ra cái chất guitar như là tiếng chập dây đồ đó thì bấm vô đây. Ha. Ví dụ tiếng guitar đi. Guitar ni lông nè. Nó. Nó. Thì hiệu ứng này để chơi chơi, anh chị em nào thích thì sử dụng, không thích thì thôi. Ha. Rồi nó cũng có nhiều điệu nhiều tiếng, thì cây đàn này nó cũng tương tự như E373 thôi mọi người. Nó có là tất cả cho mọi người là 625 cái tiếng và 260 cái điệu, cũng lót bên ngoài vô được 10 cái điệu cơ bản. Đó. Rồi bây giờ Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái cách sử dụng cơ bản nha. Đầu tiên đây là nút nguồn. Mở nguồn lên thì màn hình nó sẽ mặc định nó là tiếng là piano. À. Nó có cảm ứng lực. Rồi để chọn một cái điệu bất kỳ thì chúng ta sẽ thao tác như thế như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ bật chữ ACMB lên. Ở trên đây nó xuất hiện chữ ABM ACMB. Sau đó chúng ta bỏ hợp âm xuống thì nó sẽ xuất hiện cái hợp âm. Đó. Trong trường hợp cái lúc đầu mà mọi người khi mà mới mua cây đàn về á, thì cái chế độ hợp âm là nó sẽ như thế này nè. À. Nè. Mọi người bấm la thứ mà nó ra mi, bấm đô trưởng thì nó ra đô trưởng, nó ra không có đúng hợp âm. Rồi chúng ta chỉ việc là chỉnh, là bấm vào cái chức năng là finger style chỗ này ha, nó đang ở chức năng là smart jaw, tức là chế độ thông minh. Chúng ta bấm dấu cộng sang chế độ là multi, rồi chúng ta bấm âm xuống là sẽ đúng nè. Đó, đúng rồi đó. Cái cây đàn này Trần Liêm không thích cái màu của nó mọi người, cái màu của nó mà lên hình nó xấu quắc luôn, nó cà bóng vậy đó. Đó. Rồi ha, đó là chức năng chọn style. Mọi người chọn style thì bấm vô chữ, ở đây nó có chữ style nè, muốn chọn những cái nhóm nhóm khác thì mọi người bấm vô đó, nó có những cái tên của những cái điệu đó, ví dụ điệu rock nè. Đó. Rồi begin thì Trần Liêm đã chép cho mọi người vô cái số 0. Room 3. Đó. Đó. Vậy là chọn được điệu. Còn tiếng thì bấm vô cái chữ voi trực tiếp tới đây luôn. Chữ voi bấm vô. Piano thì bấm vô piano thôi. Guitar bấm vô guitar. String bấm vô string. Đó, rap. Rồi. Đó là những chức năng cơ bản. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được tempo ở chỗ này, metronome là máy gõ nhịp. Tempo đây bấm vô đây rồi bấm, chúng ta sẽ bấm dấu cộng dấu trừ tempo. Ví dụ như cái đã nút màu đen rồi mà cái con số nó cũng màu đen luôn, ai bị cận thị là nhìn sẽ không thấy, đúng không? 1 2 3 4 5 6 7. Ít ra ví dụ như mà cái nút màu màu đen thì cái chữ nó màu trắng, số 1 ở trên đây màu trắng thì nhìn nó còn ok, còn này nó nhìn tối thui tối thích luôn mọi người. Ai mà học ban đêm mà là khó thấy lắm nè. Trần Liêm, máy của Trần Liêm rất là sáng nên mới chỉ vô mới thấy nè,
chứ ở ngoài là ở trong cái điều kiện ánh sáng bình thường nhìn còn khó nhìn nữa đó. Ai mà bị cận thị là không thấy được số này số 7 hay là số này số 8 luôn nè. Đó. Rồi, ok, đó là chức năng chọn điệu, chọn tiếng, chọn tempo. Còn những cái chức năng này như là chế độ hòa hai cái tiếng hay là chia bàn phím thành hai bên, mỗi đứa học bên. Nè. Đó, để học cũng tắt nó thì bấm tắt đi. Rồi. Đó là những cái chức năng cơ bản mọi người, cũng như những cái cây E373 là intro rồi hai cái main AB rồi Sinta Startup. Đó, rồi cụm tiếng. Trên đây, cụm đây là cụm mở bài hát mẫu hoặc là mở điệu. Rồi, những chức năng ẩn trong đây thì có function. Rồi vậy là xong rồi đó, cái đàn này cũng khá là đơn giản. Và cái chỗ cắm nguồn của nó thì nó cũng hơi bí nha, nhiều anh chị em mua về không biết chỗ cắm nguồn ở đâu luôn nè, Trần Liêm sẽ chỉ nữa nha. Mọi người nhìn ở đây. Vừa mới khui đàn ra cái hỏi ủa Trần Liêm ơi, cái lỗ cắm nguồn đâu? 1 2 3 4 nha, không thấy lỗ cắm nguồn đâu hết trơn á. Thì lỗ cắm nguồn nó ẩn lúc ở dưới đây. Đó. Thiết kế gì lạ lạ nha, ẩn lúc ở dưới đây nè. Mọi người phải nhìn sâu xuống thì mới thấy. Rồi ở phía trên này á là cái lỗ đầu tiên nè mọi người, cái chữ nó in kiểu gì đâu á mà Trần Liêm không thể nào thấy nổi luôn. Ha, Trần Liêm để xuống cái ghế cho thấy nè, dễ thấy nè. Nè. Cái chữ nó in rất là tối và cái phông chữ nó rất là nhỏ luôn. System USB kết nối với máy tính, dây âm out in. Còn này là gì đây? Phone output. Đó. Trần Liêm review rất là công tâm nha mọi người chứ không có là nịnh ai hết á. Đó. Còn cái màu thì cái màu nó bóng bóng nhìn lên hình nhìn thấy gì nè, đó. Em lấy cái E373 xuống rồi. E373 nhìn thấy nó thấy vậy còn sang hơn mọi người. Trần Liêm có sẵn cái E373 để mọi người so sánh nè. 373 nhìn không? Nó hoành tráng không? To. Còn cái này nhỏ luôn. Đó. Nó E373 mọi người thấy cái chữ của nó. Rõ không? Quá rõ luôn. Nè. Dãy số từ 1 đến số 8 nè, số thì nó cái hiệu là bằng cái chữ trắng. Còn nút á là nút màu đen. Thì cái gì cũng vậy, sản phẩm mới thì nó được cái này nó mất cái kia, nó thêm nhiều chức năng thì đổi lại giao diện của nó thì hoàn toàn khác, nó gây gối cho người tiêu dùng hơn. Nó ở trong cái phông nền màu đen mà sử dụng cái chữ màu cam khó nhìn cực kỳ. Tối nha mọi người. Rồi đó là tổng quan qua cái sản phẩm E383. Thì giá nó cũng không có thay đổi nhiều so với E373. E373 thì giá thị trường của nó là 5 triệu, cái này 5 triệu 2. Nhưng mà Trần Liêm đang có chương trình khuyến mãi, mọi người truy cập vào website nhạc cụ trầnlim.com tham khảo nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video, xin chào, hẹn gặp lại.